Cô gái mua trà mãng cầu lãi hẳn miếng topping tổ yến khiến cộng đồng mạng tranh cãi. What the hell? Trà mãng cầu trở thành món đồ uống hot nhất mùa hè này. Một phần vì độ ngon của nó, một phần do sự linh hoạt của topping ăn kèm. Bên cạnh đó cũng có nhiều trường hợp trong trà mãng cầu có topping ngoe nguẩy khiến thực khách phải khóc thét. Mới đây, một cô gái đã đăng tải lên mạng xã hội thứ topping tổ yến độc lạ trong cốc trà mãng cầu của mình. Zoom cận, quả topping tổ yến này rõ đến từng chi tiết, có nhiều gân đen. Cô gái đã tỏ ra khá khó chịu, như này mà quán cũng đóng ly bán cho khách được. Ôi trời ơi! Cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận sau khi xem xong thứ topping tổ yến trong cốc trà của cô gái này. Một số người mạnh dạn đoán rằng chẳng chủ quán thấy miếng mãng cầu vụn quá nên lấy kim chỉ ra khâu lại. Và chị đẹp lại nghi rằng chắc chủ quán quắc lông dở mà bị gọi làm đồ uống nên mới vậy. Nhưng có người lại bảo đây là sơ của mãng cầu mà thôi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TV Trend được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.